anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay thì anh em sẽ cùng mình trải nghiệm event nâng cấp đôi nhé. Và ở trong event này thì mình đã giảm giá xuống rất là nhiều và rất là sâu. Kèm theo đó là tỷ lệ nâng cấp lên cộng 11-100%. Đấy, bởi vậy là chúng ta nâng cấp vật phẩm rất là dễ cho những anh em mới bắt đầu. Và hôm nay thì anh em sẽ cùng mình nâng cấp sẽ thằng rút của nhân vật DW của mình từ level 1100 lên đến level 1300 thì nhé. Bắt đầu thôi. Đấy, một món anh em. Ba món này. Và bây giờ thì chúng ta phải đặt nó lên cộng 11 và 16 thế nhé. Đấy, anh em có thể thấy cộng 10 và cộng 11 là 100%. Đấy. Thì vẫn rất là ngon anh em ạ. Còn bài nào sẽ mua vào máy cháo nhé. Đấy, chúng ta đây còn 10 lên 10 100% và 10 lên 11 cũng là 100% luôn. Đấy. Hay là bạn có trao nha anh em, cẩn thận nha anh em. À, đây là set đồ của chúng ta. Đấy, anh em có thể nhìn thấy quét rõ hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi nâng cấp lên sẽ Brilliant đi nhé. Nó sẽ về Emblem.
Đấy, thì mình đã mua sẵn là 3 viên. Và anh em sẽ cùng mình mua thêm một viên nữa nha anh em. Và giá khá là rẻ anh em ạ. Chỉ là 75 ca rút thôi. Với một lượt thì anh em đã có thể có được là gần gần 5k, khoảng là 4.500 rút cho một lượt đi event. Là một ngày anh em có thể kiếm được khoảng là 30 em, tương đương với tiền phòng khoảng 2-3 ngày là anh em đủ một cục ngày rồi, khá là dễ dàng anh em. Bây giờ anh em sẽ cùng mình nâng cấp tiếp nhé anh em. Nâng cấp này thì khá là cũng ngọc anh em ạ. Một bọn lại anh em mang lên lại nhé. Luôn anh em ạ. Oh.